Dạ em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 26 tháng 7 năm 2022 nha cả nhà mình nha. Hôm nay kênh Lan Đường Phú Thái của em cũng tiếp tục lên lại một số ít loại phong lan rừng nha cả nhà nha. Thì hôm nay đặc biệt hôm nay về kiều rất là nhiều cả nhà. Kiều thì hôm nay gồm có bốn loại kiều nha. Đó, đầu tiên là có kiều dẹt này. Đó, thứ hai là kiều mỡ gà nha cả nhà nha. Thứ ba là kiều vàng. Và thứ tư là kiều tím nha, kiều tím miền Trung cả nhà. Rồi em có quế trắng tháng 8 nha. Rồi giá hương để quạt. Rồi hoàng lạp nha cả nhà nha. Và một hình kiều môi tua. Đó, nói chung là có cả kiều môi tua nữa. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu nhanh và báo giá từng loại luôn nha. Thì đầu tiên là vô cái hình kiều môi tua này cả nhà này, để giá 130 bao ship nha. Có một đống luôn nha, rất là nhiều kiều môi tua này. Đó. Kiều mùa tua thì hoa đây cả nhà, hoa vàng mà cái môi nó tu nhá, có một số đang còn nụ này, đó, cái gì này đang còn nụ này, hoa màu vàng rất là đẹp cả nhà, màu vàng rất là tươi luôn, đó, nó cái môi nó tu nhá, thì cái này này, đây còn nụ quá trời luôn cả nhà này, nụ này, nụ chi chít luôn, này bây giờ cũng nụ này, đó, điện thoại trên này lấy nét chậm quá, một về này cả nhà này, đó, em một về nữa này, đó, cái về này nụ rất là nhiều luôn này, hai về này. Ở đây một dề nữa nè, dề đây đang có hoa vừa có hoa vừa có nụ này, là ba dề này. Ở đây một dề nữa là bốn dề này giá 130.000, em đã bao với ship rồi nha. Đó. Qua hình số 2 thì có hoàng lạp nha cả nhà nha. Hoàng lạp thì đây những hàng phải nói là rất là đẹp luôn, những dề hàng rất là xanh bóng luôn nha. Đó. Hình này có bốn dề này, một dề này, đó. Hàng cũ lùng cho cả nhà mình về trồng chậu đẹp này, hai này tầm 20 con đổ lại, ba dề này, đó. Bốn dề này. Đẹp chưa, bốn như này giá 130.000, em đã bao ship rồi nha. Hình số 2 nha, số 3 cũng hoàng lạp nha cả nhà nha, cũng 130.000, em đã bao ship rồi nha. Một dề này, đó, hàng rất là đẹp luôn cả nhà, hàng tầm 20 phân đấu lại, 25 phân đấu lại, rất là đẹp luôn. Hai dề này, đó, củ rất là to rất mập luôn. Ba dề này, và đây một dề to nữa, bốn dề này, hàng rất là xanh tươi nha. Hình này cũng bốn dề luôn, nguyên một đóng như thế này giá 130.000, đã bao ship rồi. Hình số 3. Rồi qua hình số 4. Số 4 thì có dáng hương đế quạt cho cả nhà nha. Đó, dáng hương đế quạt thì một loại phong lan hiện tại giờ cũng rất là ít rồi. Đó, mặt kho thì cực kỳ đẹp luôn. Để mà xem cho cả nhà mình xem cái mặt kho của cái dáng hương đế quạt. Đây cả nhà. Kho phải nói là quá đẹp luôn nha. Đó, một cái mặt kho của nó là quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Hình số 4 170.000, em đã bao ship rồi. Đó, gồm có những cây này, toàn là hàng xếp đẹp cả nhà, chọn có xếp đẹp cho cả nhà mình về, mình chọn một cây này, hai này, đó, hàng rất là đẹp luôn, ba này, bốn này, năm này, sáu này, đó, những cây xếp đẹp luôn, bảy này, tám này, chín này, mười này, mười một này, mười hai này, mười ba này, mười bốn này. Và 15 cây cái này, mẹ con chút xíu mẹ con có nha, 15 cây như thế này giá 170.000, em đã bao phí ship rồi. Các nhà mình thấy mặt kho đó rất là đẹp luôn. Hình số 5 giá có 170.000, em đã bao phí ship rồi nha, cũng giá hương rễ quạt nha. Một cây xếp đẹp chưa, mít xếp đẹp luôn. Hai cây này, à, cái này khá to đó. Ba cây này, à, mít đẹp luôn. Bốn cây này, năm cây này, à, những cây xếp đẹp như thế này. Sáu cây này, bảy cây này, tám cây và chín cây này, đây cây nó 10 cây nha, đã 10 cây chọn hàng những cây đẹp cho cả nhà mình rồi, 170.000 đã bao phí ship rồi. Hình số 6 thì 190.000 này, có ba cây cả nha. Đầu tiên có một cây hai ngọn này, cây to nha, ui trời, đây, cây hai ngọn này rất là to luôn. Đây một cây to nữa này là hai này, đó. Ở đây một cây nữa là ba này, đó, ba cây nha. Rất là to luôn, cây này rất là to luôn. Ba cây này thì bốn ngọn nha, giá 190.000 bao ship nha. Ba cây to chà bá luôn nha. Rồi, hình số 6. Qua hình số 7 thì giá 180 này, em đã bao ship luôn nha. Cũng dáng hương rễ quạt nha cả nhà nha. Đầu tiên có một cây này, to đẹp này. Đó, hàng rễ quạt như thế này là quá to rồi nha cả nhà nha. Một này. Và đây thêm một cây nó xếp đẹp nữa này. Lá bự này. Là hai này. Và đây một dề này, một ba ngọn luôn cả nhà. Một con trên này, một con dưới không. Đó, một trên này, giữa này và dưới cùng có một ngọn bé nữa này. Bây giờ là nguyên cái dề này ba ngọn, xếp ba tầng luôn, rất đẹp luôn.
Rồi thêm hai cây này nữa giá 180 bao ship nha. Hình số 7. Hình số 8, hình số 8 ở đây để giá 120 bao ship này. Cái phần này hơi xấu thì em bán giá rẻ cho cả nhà mình 120 bao ship nha. Đầu tiên có một dì hai ngọn này, đó, cây rất là to luôn. Đó. Ngọn thì vẫn còn ok nha cả nhà nha, nhưng mà cái vị là cái lá nó không được đẹp tí. Một dì to này, hai ngọn này, thêm một cây nữa là hai này. Thêm một cây nữa là ba này. Thêm một cây nữa là bốn này. Đây cây nó là 5 này. Và đây cây nó là 6 này. Đó, cái này về cái nhà mình ghép vô đây. Ghép vô một đống luôn. Giá chỉ có 123 ship luôn, nguyên một đống dán hơn để quạt hình số 8. Số 9 thì giá 150 này, em bao ship luôn nha. Cũng dán hơn để quạt nha cả nhà. Đây có một cặp này hai ngọn này, xếp mít đẹp luôn này, lá xếp đẹp này. Đây ngọn này, một cây nó là 3 này. Là ba ngọn đó, hai cây ba ngọn đó. Đây một cây nó là 4 này. Đó. Đây một cây nó là 5 này. Đây một cặp hai ngọn nó là 6 này. Đó. Đây ngọn nó 7 này, cây to này. Đây ngọn nó 8 này. Đó, rồi 150 bao ship nha, hình số 9 nha. Hình số 10 thì đây. Có quy một đống ở đây, để giá 70.000 cả nhà mình mua gặp đơn với lan khác là em để em bao ship luôn nha. Hoặc là có muốn mua gặp đơn cho em 70.000 thì em không bao ship được. Quy một đống luôn. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này, cây này hai ngọn này. Bốn cây này, đó, cái này về cả nhà mình lấy giống nha. 5 cây này. 6 cây này. 7 này. Về đây hai ngọn này, y như cù lô minh luôn, lá mít xít y như cù lô minh luôn. Đây cây nữa là 8 này, đây cây nó 9 này. Đó, 9 10 cây đây cả nhà, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. Giá 70.000 cả nhà mình gặp đơn giúp em nha. Hình số 10 nha. Rồi bắt đầu qua số 11 làm có quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Đó. Quế trắng tháng 8. Để giá 190 bao ship này, hình số 11 này. Đầu tiên có một cây xếp này. Đó, cái cây hàng tầm trung nha, hai cây này, được chưa? Xếp đẹp nha. Ba cây này. Đó. Bốn cây này. Ừ. 5 cây này. Ừ. 6 cây này. 7 cây này. Cái này đang có nụ nữa cả nhà này. 7 cây này. 8 cây này. 9 cây này. Đó. Và 10 cây. Cái này nó lỗi ngọn lên còn mất à, ụt lá nè, nó mít trầu luôn. Rồi, giá 190 bao ship hình số 11. 12. 12 cũng với trắng tháng 8 luôn, để giá cũng 190.000 luôn. Em đã bao ship rồi nha. Hình này có 4 cây nha cả nhà, 4 cây lớn này. Một cây này. Đó. Một cây to ship này. Đây một cây to nữa là 2 này. Cái này có nụ bị chột rồi cả nhà. Đây một cây nữa là 3 này. Đó. 3 cây. Và đây một cây to nó 4 này. Cái này là con nụ này. Cái này cái nụ giờ cả nhà mình chơi được này. Thì 4 cây như thế này. Giá 190.000 bao ship nha. Hình số 12. Qua số 13 thì để giá 250 này. Em bao ship luôn nha. Cũng là quế trắng tháng 8 luôn nha cả nhà nha. Có 5 cây to. Đó, một cây này. Đó, cái giòi ho ở đây cả nhà. Cái nụ nó bị chột rồi sao cả nhà. Một cây này. Đây một cây nữa là 2 này. Đó, cây này xếp đẹp chưa. 2 này. Đây một cây nữa là 3 này. Đó, cây này đang có nụ này. Đây một cây nữa là 4 này. Cái này nụ bị chột rồi cả nhà. Và đây một cây to nữa này. Là 5 này. Đó, cái này thì gãy nụ rồi. Bằng chuyển giờ bị gãy đâu. 5 cây to như thế này. Giá 250 3 ship nha. Quá trắng tháng 8 nha. Hình số 13 nha. Rồi 14. 14 thì đây là kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Đó, em chọn cho cả nhà mình những cái dề kiều nhỏ xinh, hàng ngắn, về cả nhà mình ghép chậu rất là đẹp luôn. Hàng đã cắt tỉa rất là gọn luôn, về cả nhà mình chỉ có việc ghép lên thôi nha. Đó, thì mỗi phần như thế này giá chỉ có 120.000, em đã bao với ship rồi. Rất là rẻ cả nhà, hàng đã chọn cho cả nhà mình những dề lùng đẹp, đều thân với nhau này. Đó, dề tha hồ mà. Ghép vô một chậu đẹp luôn. Đó. Thì đây, em sẵn tiện cũng có mấy cái chậu kiều em ghép nhà em. Đây em chỉ hướng dẫn cho những cô chú anh chị nào mà mới tập chơi chưa biết ghép thì có thể ghép nha. Thì đây mua vô cái chậu cả nhà mình lưu ý nha, trồng kiều là cả nhà mình đừng bao giờ mà lắp cái gốc cho nó nha, chỉ đặt ở trên bỏ giá thể hết đây vô cái chậu rồi đặt cái dề kiều trên trên cái mặt chậu và cố định lại những cái thân như thế này cho nó giữ cái dề kiều lại không có bị lung lay. Có thể dùng dây rút để chèn cái gốc lại, bó qua cái chậu này để giữ cứng lại nha cả nhà nha. Đó thì những cô chú anh chị nào chưa biết trồng á thì nên lưu ý giờ cái điều mà đừng có lắp cái gốc nó lại nha. Thì lúc lắp cái gốc nó lại thì những cái mầm tơ nó lên rất là khó khăn luôn và sau này nó có thể nó mọc xỉ ngang xỉ dọc, nó không có được đẹp cái chậu kiều.
Đó, thì đây cũng là những cái giờ kiều lùng ngắn như thế này thì em đặt cho đây thôi và cố định lại. Đó, như có móc thì cả nhà mình cố định đây lại. Còn các bạn cố định dây rút như em này, cố qua cái riết lại, nó nằm ở trên mặt giá thể nha. Đó thì cả nhà mình trồng thì sau này cái rễ nó ra nó sẽ đâm xuống nó ăn dưới giá thể, chứ đừng có chôn cái gốc nó. Lúc cô chú anh chị mình có nhiều lúc cô chú anh chị mình không biết chôn xuống đâu. Thời gian tưới nước nó bị ẩm trong cái gốc á, nó hay bị thối thân, nó chết. Đó là những cái lưu ý những cái dòng kiều nha. Các cái dòng kiều nào cũng vậy nha cả nhà nha. Đây em cũng mới ghép thôi đây này. Để anh lấy dây rút cố định lại này. Đó, những cái dây kiều đây như một cái dây kiều rất là bé thôi. Cả nhà mình vô cái chậu nó cũng rất là xinh rồi. Đó. Đây là những cái chậu kiều của anh em trồng. Đây này, mầm tơ lên này. Không cần phải trồng cái dây này cho to lắm cả nhà. Nhiều lúc nhà của chú anh chị mình vườn nó chặt, không có không gian rộng để trồng cái dây to. Thì một cái dây nhỏ nhỏ như thế này thì cô chú anh chị mình có thể trồng vô một chậu và từ từ mầm tơ nó sẽ nảy lên và cái chậu nó sẽ rất là nhiều thân, nó rất là đẹp nha. Đó, như cái chậu này em trồng chỉ có được có 3-4 thân già thôi, bây giờ là thân tơ lên rất là nhiều luôn này. Đó, đây là những cái kiều lùng, còn chiều cao thì cả nhà vẫn cái kiều thân nó dài hơn thì cả nhà vẫn trồng như thế nha. Đó thì vô cái chậu nó cao lên thôi, cố định lại thôi. Đó, đây chậu như cái kiều nó 6-70 phân luôn, trồng vẫn trồng chậu bình thường nha. Có nhiều cô chú anh chị nó cao quá không trồng chậu được, vẫn trồng chậu được hết nha cả nhà nha. Cả nhà có thể mua móc nó dài lên tí thôi để cố định lại và cũng chèn cái gốc rễ như thế này cho nó cố định cái gốc lại thôi. Đó, rồi còn có những trường hợp như thế này nữa cả nhà. Trường hợp của chú anh chị mình nói thì giờ cái dừa kiều nó như thế này nha, đây ví dụ nha, nó nằm vác như thế này thì sao mà bỏ vô chậu được, đúng không? Bỏ chậu để nằm như thế này thì không thể bỏ chậu được, thì phải trông đứng như thế này thì phải lắp cái gốc nó. Nhưng mà nhà mình lưu ý với em có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô chú anh chị mình vẫn để nó nằm cái mặt bằng của nó như thế này, đè xuống ép với thành chậu thì em đè ép trên mặt cá thể đó, cố định lại cho nó giữ chặt đó. Rồi cả nhà mình có thể khi mà cố định được rồi thì những cái thân này cả nhà mình có thể uốn nó lại, cột vô cái dây ấy đó, cái dây móc đó, nó sẽ đứng cái dây kiều lên lại thôi cả nhà. Quan trọng là cả nhà mình cố định cái góc này cho nó nằm cái mặt này, đó là cố định lại được thì nó sẽ cả nhà mình uốn cái dây cây kiều lên thì nó sẽ thẳng cái kiều lại và thời gian á, là cái mầm gốc lên nó sẽ chỉ đứng lại thôi, nó không có đi nằm như cái dề mề của nó nha. Đó là em hướng dẫn cho những cô chú anh chị mình không có biết. Có nhiều cô chú anh chị mình mua một cái dề này, dề này thế này, cái nằm cái đế nó vác như thế này không biết trồng sao luôn, trồng gì thì vô cái chậu thì nó xấu quá, đâu có đẹp đâu. Thì buộc thì cả nhà mình một là có những cái dề á, cả nhà mình có thể tách được nha, tách những cái chỗ nào á, dề này hai người ta tách được, một hai thân vẫn trồng được cả nhà, không vấn đề gì đâu. Tách những chỗ nào nó dễ bỏ chậu á thì tách, còn cái dề mà nó bự như thế này, nó nằm như thế này không tách được thì cả nhà mình cố định nằm như thế này cũng được, mấy cái thân nó nằm kệ nó. Sau này cả nhà mình cố định cứng cái này rồi á thì cả nhà mình có thể uốn cái thân lên lại bình thường, không vấn đề gì đâu. Cả nhà mình uốn kiều thì nó cũng dễ thôi. Đó, hoặc là trường hợp thứ hai là cả nhà mình có thể kiếm một khúc giấn bỏ vào một cái chậu giấn tròn nha, bỏ vào một cái chậu thì cả nhà mình ốp vô này thôi, ốp cái mặt nghiêng này vô này thôi thì dừa kiều nó sẽ đẹp thôi. Ốp vô này thì nó sẽ đẹp. Đây ví dụ như em đây cũng một cái dừa kiều cũng ốp vô như khúc gỗ này, bỏ vô chậu nó vẫn đẹp bình thường, rất là phát triển luôn cả nhà, rất là xum xê đó. Đây là một chậu kiều vàng này em trồng vẫn ốp bình thường đấy. Đó, đó vẫn ốp vô như thế này, vẫn bỏ vô cái chậu vẫn đẹp cho nha, không có vấn đề gì đâu. Đó, vẫn đẹp bình thường. Đó là em xin một chút thời gian để hướng dẫn cho những cô chú anh chị nào mình mới tập chơi kiều nha. Còn những cô chú anh chị nào sành sỏi biết rồi thì có thể bỏ qua nha. Đó, rồi em sẽ giới thiệu đây là kiều tím miền Trung, 120 một phần, đã bao phí ship rồi. Em nói chung là em rất thích kiều nha, em sưu tầm rất là nhiều giống kiều luôn ạ. Đó, bốn dề đẹp như thế này, hàng lùng thẳng, về cả nhà mình trồng chậu đẹp lắm, trồng như mấy cái chậu xinh xinh của em kia này, rất là đẹp luôn, không cần gì đấy. Rồi 120 thôi, đã bao quý ship rồi, hình số 14, 15 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng 123 ship luôn. Những cái này là em đã cắt tỉa cho cả nhà mình trên nào. Đó, đây cũng bốn dề cả nhà, bốn dề xinh xinh như thế này, giá cũng 123 ship luôn, cắt tỉa gọn gàng cho cả nhà mình rồi về cái việc trồng thôi. Đó, 123 ship hình số 16 luôn, năm dề hình này thì năm dề nha. Đó, những thân những dề như thế này dề trồng vẫn lên mầm bình thường nha cả nhà nha, càng nhiều dề nhỏ như thế này thì rất là nhiều mầm tơ lên sau này. Đó, được chưa, 120 bao ship hình số 16, 17 cũng vậy nha, 150 bao ship này, hình này thì thân nó dài hơn,
thân tầm cỡ 25 đến 30 phân đổ lại nha. Một dề đẹp này, đây một dề đẹp nữa là hai này, đó những cái dề cắt tỉa rất đẹp, thân lá rất đẹp luôn, hai này, và đây một dề này là ba này, đó còn bộ những dề kiều tím miền Trung rất đẹp, và đây thêm một dề nữa là bốn dề này, giá 150 nha, em bao ship nha, vô một chậu kiều xâm xê luôn, hình số 17 rồi 18 là có kiều mở ra nha, đó cả nhà, kiều mở ra hiện tại rất là nhiều vùng miền cả nhà nha, đó mà hiện tại giờ kiều mở ra giá rất là cao rồi, và đặc biệt thì cái vùng miền tùy theo vùng miền mà giá kiều nó có khác, có chênh lệch giá chút đỉnh nha, riêng cái dòng kiều mà hiện tại Lâm Đồng thì giá rất là cao rồi, nên cái kiều đó giờ em không thể nhập nơi bán được cả nhà, kiều đó rất là cao cả nhà, họ bán thân một thân thậm chí cả hơn 100.000 một thân. Đây nguyên một đống kiều giống mở gà như thế này, kiều già đặc biệt thì thân nó hơi vuông vuông, giống kiều vuông nhưng mà không phải nha cả nhà nha. Đó. Một đống hàng giống như thế này, hàng lùng lùng nha. Đó, cái nhà mình về lấy giống này rất nhiều, nguyên một đống như thế này nè, nhiều lắm nha. Rất là nhiều về khóm nhỏ, đây này, những về này giờ cả nhà mình trồng lấy giống rất là ok luôn, không vấn đề gì hết. Đó, trồng sống hết cả nhà. Quan trọng thì nhiều có nhiều của chúng chị chưa có kinh nghiệm thì có thể nó bị hao cây chút đỉnh. 150 cho hình số 18 này, nguyên một đống kiều giống mở ra này, bao ship luôn nha, em có hai phần nha, phần nào như phần đấy cả nha, em chắc là gì nhìn là ít cho em banh ra nhiều lắm cả nha, đây này, đó, nhiều lắm, nhiều về lắm, nói chung về khóm nhỏ nhỏ nha, nói trước về khóm nhỏ nhỏ thôi, không có về to đâu, mà cả nhà mình cũng đừng nên mua cái về to, nhiều lúc cái gốc bự nó nặng ký chứ, thực chất này thân nó cũng không được bao nhiêu, 150 bao ship, rồi hình số 19 thì đây cũng là kiều mở gà để giá 150 đâu, phần này thì thân nó dài hơn tí nha, phần này thì giờ cả nhà mình trồng của nhà mình trồng thì ta sẽ cho nó đẹp hơn tí, còn kia hàng giống thì nó hơi lâu hơn tí, một về hai về này, nói chung rất là nhiều về luôn, một phần này hàng này tầm 30 phân nha cả nhà nha, 30 phân đó, kiều mở gà này lá rất là bóng mở luôn, một đống như thế này rất là nhiều này, cũng một phần này cũng 150, em đã bao ship rồi nha, hình số 19 nha, rất là nhiều về đó cả nhà, đó về khóm nhỏ nhỏ như thế này, hàng đã cắt tỉa cho cả nhà rồi, đây này, đó, rất là đẹp luôn. Mình chú mình chiến trang 150 bao ship, thì em có một phần này, hai phần này, đó, những phần rất là nhiều này, ba phần này, đó, những phần như thế này, hàng tầm 30 phân nha, em chọn đều thân cho cả nhà mình về, ghép bốn phần, tổng là bốn phần, giá mỗi phần là 150.000, em đã bao ship rồi. Rồi hình số 20 để giá 170.000 này. Cũng kêu mở ra cả nha, có hai dề này, thân dài tầm 60 phân, hai dề này rất là đẹp luôn, toàn bộ là hàng thân lá hết, anh này, đó, dài, hai dề này đẹp xứng nhau luôn, rất là nhiều, toàn bộ là thân lá nha, hàng thân lá bóng mượt rất là đẹp luôn nha, hai dề này giá 170 nha, hai dề này rất là nặng luôn cả nha, 21 thì giá 190.000 này, em đã bao cái ship luôn, cũng kêu mở ra nha, có một dề này, thân lá này. Rất là bự luôn, rất là to luôn. Đó, thân này. Thân cũng khá mập ra ha. Đó, kiều mới ra thì thân như thế này thì cũng dòng bự thôi. Ừ, còn mỗi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 thân. Có lá hết luôn nha cả nhà. Lá rất bự rất đẹp luôn. À, rất là đẹp, một dề to luôn. Giá 590 bao ship nha. Hình số 21. 22. 22 con kim ga này, để giá 201 này. Em bao ship này, hình này có 3 dề. Ba giờ này thì 201 nha, nhân là 21 thì cả nhà có lá này, lá mít tròn xe luôn này cả nhà này, đó lá mít tròn bầu như thế này luôn này, đó một giờ này, đó lá mít tròn bầu này, đây có một giờ lá mít tròn bầu nữa này, đó ha, tròn bầu rất đẹp luôn, cái lá này là rất là đẹp luôn cả nhà, nhiều hai giờ này lá mít tròn bầu này, ở đây thì đem một giờ nữa này, đó này lá này, đó rất là đẹp luôn này, trời, lá rất là to luôn này. Rồi ba giờ này giá 201 nha, cái nhà mình vô một chậu, toàn bộ cắt tỉa hàng, cắt tỉa rất là gọn luôn, đó, thân đều nhau luôn, rửa thân đều nhau cho cả nhà mình. Hình số 22, 201 bao ship. Rồi qua hình số 3 thì hình này đã giá 250 này, em cũng bao ship luôn nha. Hình này thì có hai dề quá đẹp luôn cả nhà, một dề này, đó, thân lá này, ở đây một dề nữa này, đó, toàn bộ thân lá, coi cái bảng lá mít của nó cả nhà, đó, mấy ngón tay em không xin dề gì nha, đó, bảng lá này quá khủng khiếp luôn. Là lá mít bầu rất là to luôn, hai dây này đẹp, rất là đều thân luôn, quá đẹp luôn, 250 bao ship này, đẹp chưa, thân này thế nha, rất là đẹp luôn, ừ. Vô một chậu cái này không biết luôn chứ gì nữa,
250 thôi, bao ship lần 3 rất là rẻ luôn. 24 thì kiều vàng nha cả nhà nha, 140 cho cái giờ kiều vàng này, bao ship này, một cái giờ kiều này cũng mấy nó đá đẹp luôn, thân dài tầm tới chắc 70 phần cả nha, đó, thân lá này, đó. Ừ. Một cái giờ kiều thẳng tưng luôn, chỉ có 140.000 thôi, đã bao phí ship rồi. Cái thân dài thì ngồng hoa cả nhà mình dài bữa nó sổ, cái bông hoa rất là dài nha cả nhà nha, mà đặc biệt cái dòng cát, cái dòng kiều thì nói chung là cả nhà mình tùy thích, cả nhà mình khi muốn lúc chơi hoa lúc nào cũng được hết nha cả nhà nha, mình chịu khó mình kích hoa này nó sẽ có hoa cho mình ngắm thôi, đặc biệt là dòng kiều nó vậy đó. Kích hoa thì cái phương pháp kích hoa thì nó cũng rất là dễ dàng cả nhà, thì cả nhà mình có thể tìm hiểu thêm trên mạng, hoặc cả nhà em thì thường kích là mấy cây xanh này, em bao giờ mấy cái mắt này em chỉ tróc tróc cái mày em bao giờ mấy cái mắt này tự động nó trên này hoa này, cả nhà mình ngắm hoa luôn. Hình này giá 130 ship này, cũng kiều vàng nha. Đó, một về này. Đó, hàng là cắt tỉa hết rồi. Toàn bộ thân lá này. Đó, một cái về kiều đẹp như thế này này. Đây một về đó là hai này. Đó, hàng thân lá các nha. Đó, ba này. Ba về đẹp như thế này, giá chỉ có 130 ship thôi. Đó, em đã cắt tỉa rất là gọn rồi. Còn cả nhà mua hàng ký, hàng solo thì về một ký về cả nhà cắt ra chưa chắc gì được ba đẹp bằng ba về kiều này. Em bảo đảm cho cả nhà luôn. Hàng ký thì họ solo, họ bán thân già gốc rễ không cắt, 130 hình số 25 này, 26 cũng 130 luôn này, cũng kiều vàng luôn nha. Đó, hình này thì một về này, đó, đó ba về thằng lá nha, đây cũng về nữa này, là hai này, đây có một về nữa này, là ba này, đây một về nữa là bốn này, đó, bốn về này, em lựa đều thân cho cả nhà vô trồng trọt nó dễ, đây một về nó năm nha, đó mầm tơ lên quá trời luôn. Đây một giờ nó 6 này. 6 giờ này giá chỉ có 130.000 thôi. Có một chậu kiều vàng phải nói là rất là to luôn. 130.000 bao ship luôn nha, hình số 26. Qua 27 thì đây cũng 130 luôn. Em bao ship luôn nha, cũng kiều vàng luôn nha. Có một giờ này, đó, một giờ to đó. Đó. Không có giờ này không á, cũng rất là nặng luôn. Một giờ này. Đây có một giờ nữa này. Là hai này. Đó, và đây có một giờ nữa là ba này. Đó, về này thằng này gãy rồi. Ba về này to như thế này, ba về này chắc nó cũng gần một ký được cả nha. Đó, em lựa đều thân cả nhà luôn một chậu. Quá là bự luôn. Mà giá chỉ có 130.000 đã bao phí ship luôn rồi. Đó. Rất là rẻ luôn nha cả nhà nha. Rồi qua 28. 28 thì có kiều dẹt nha cả nhà nha. Kiều dẹt thì một cái dòng kiều hiện tại bây giờ cũng rất là đắt luôn cả nhà. Mà em nói trước, kiều hôm nay kiều dẹt về lá rất là xấu cả nhà. Đó, em nói trước lá rất là xấu nha. Đó, cả nhà mình nhắm siêu tầm được thì siêu tầm, còn không thì để em trồng lại lên vườn. Còn đây thì em cứ bán giá nó cũng hợp lý thôi. Giá thì cả nhà mình nhắm hợp lý thì cả nhà mình mua nha. Đó, thì đây một về này, lá em nói trước lá xấu, không có đẹp đâu. Lá là bị vàng chuyển nhiều dập rất là nhiều cả nha, dập và vàng rất là nhiều luôn. Hai về này, à, ba về kiều dẹp này, đó ba về này. Giá 170 em bao ship nha, 170.000 em đã bao ship rồi. Hình 28, 29 thì cũng kiều dẹt nha, để giá 160 này, em bao ship luôn nha. Đó, đây này, những dừa nhỏ nhỏ như thế này, dừa cả nhà mình trồng rất là lợi luôn. Hai dừa này vô một chậu được rồi cả nhà. Đó, vô một chậu được rồi, đây để nó nảy mầm tơ lên. Đây một dừa nó là 3 này, đây một dừa nó là 4 này, đó, lá 6 cả nhà. Lá thì còn rất là tươi chứ mà bị hoàn chỉ nó gặp mấy cái đầu lá này, nó vàng. 4 dừa này, đây một dừa nó 5 này, và đây một dừa nó 6 này, 6 dừa này. Giá chỉ có 160.000 em đã bao phí ship rồi. Đó, em đóng luôn. 5930 cũng vậy nha cả nhà nha. Có 160.000 em đã bao phí ship rồi. Đó. Này, 2 về này. 3 về, 4 về này. 5 về này. 6 về này và 7 về. Đóng này 7 về em đóng luôn. Chỉ có thể vô một hai chậu. Một chậu to có thì hai chậu nhỏ thì vừa. Đó, hai chậu cỡ như em kia thì vừa 160 em bao ship, hình số 30 là hình cuối cùng. Đó. Rồi hôm nay em lên được bao nhiêu hình đó thì cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại em có để lên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người nha.